Nhân mùa đại hội đảng, chúng ta hãy cùng nói chuyện quy hoạch nhân sự. Tác giả Trân Văn trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài viết Quy hoạch nhân sự, bỏ thì thương. Ông Lê Quang Thưởng, cựu phó ban tổ chức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Thang Văn Phúc, cựu thứ trưởng nội vụ của Chính phủ Việt Nam, vừa thay mặt đảng chính phủ giải thích tại sao đảng và chính phủ điều động hàng loạt bí thư các tỉnh về nắm giữ những vị trí chủ chốt trong chính phủ chuẩn bị cho nội các mới. Tính đến giờ này thì có 5 bí thư của 5 tỉnh Kiên Giang, Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Yên Bái được chính phủ rút về lãnh đạo một số bộ trước khi các tỉnh này tổ chức đại hội đảng. Gần nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư tỉnh Kiên Giang, được điều động về làm thứ trưởng xây dựng. Ông Trần Văn Sơn, bí thư Điện Biên thì được điều động về làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, chức vụ này tương đương với thứ trưởng. Trước nữa thì ông Lê Minh Hoang, bí thư Đồng Tháp, được lệnh thôi làm bí thư tỉnh và được điều động về làm thứ trưởng nông nghiệp phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư Quảng Trị, cũng được lệnh là thôi làm bí thư tỉnh và được điều động về làm thứ trưởng văn hóa thể thao du lịch. Tương tự, bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư Yên Bái, được điều động về làm thứ trưởng nội vụ. Trả lời báo giới, ông Thưởng khẳng định đó là chuyện bình thường trong công tác cán bộ. Có 3 phương án dành cho một bí thư tỉnh hết nhiệm kỳ, hoặc là sẽ làm tiếp, hoặc là điều động đảm nhiệm vai trò khác, hoặc là nghỉ hưu. Gần đây, những người không đủ tuổi tái cử thường được điều động đảm nhiệm công việc khác vì cho họ nghỉ hưu ngay thì sẽ lãng phí nguồn nhân lực tốt. Ông Phúc cũng nhận định y hệt như thế và nhấn mạnh đó là cách để sử dụng hiệu quả những cán bộ trong quy hoạch đã trưởng thành, có kinh nghiệm thực tiễn. Nếu không tận dụng sẽ là sự lãng phí rất lớn, thậm chí có thể là thiệt thòi cho đảng và nhà nước. Với người có kinh nghiệm, kiến thức lại không có điều tiếng gì thì cống hiến được thêm một ngày cũng tốt vì không thể có ngay một đội ngũ cán bộ trẻ mà dày dặn kinh nghiệm. Đó cũng là lý do cơ cấu Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tới được thiết kế 3 độ tuổi. Điểm đầu tiên phải lưu ý là, trên danh nghĩa, cả 5 bí thư tỉnh vừa được điều động đều là những cá nhân đang đứng đầu các cơ quan đại diện cho nguyện vọng ý chí của dân chúng địa phương tại Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và tại Quốc hội, trưởng đoàn đại biểu của tỉnh tại Quốc hội. Điều động như thế khác gì ngoảnh mặt với nguyện vọng ý chí của nhân dân và xác nhận bầu cử tại Việt Nam chỉ là trò hề. Điểm thứ hai, tại sao phải thiết kế 3 độ tuổi để rồi vừa phải biện giải về trường hợp đặc biệt do quá tuổi, vừa phải loay hoay tính toán tận dụng những cá nhân đã trưởng thành có kinh nghiệm thực tiễn nhằm tránh lãng phí thiệt thòi cho đảng và nhà nước. Nếu xem kinh nghiệm, kiến thức không có điều tiếng gì là điều đáng quý thì thiết kế 3 độ tuổi rõ ràng là khuyến khích gian lận tuổi như đã từng thấy. Điểm thứ ba, nhân tài ở Việt Nam quý và hiếm đến mức phải tận dụng như thế hay sao? Trong 5 bí thư tỉnh vừa được điều động sang nhận công tác mới ở nội các và sẽ là những lãnh đạo chủ chốt của nội các mới, trừ ông Lê Minh Hoang chưa thấy điều tiếng, 4 cá nhân còn lại đều chẳng lạ gì với công chúng vì từng trực tiếp hoặc gián tiếp dính chàm. Dẫn đầu 4 người này là bà Phạm Thị Thanh Trà, chị ruột của ông Phạm Sĩ Quý, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, nhân vật cách nay 3 năm từng làm dư luận rúng động vì nhờ bệnh chổi và thừa kế mà sở hữu một quần thể biệt thự nguy nga có diện tích hàng chục ngàn mét vuông ở trung tâm thành phố Yên Bái, chưa kể nhà đất ở nhiều nơi khác kể cả Hà Nội. Dẫu vi phạm hàng loạt quy định về đất đai và xây dựng, ông Quý chỉ đóng có 500 triệu đồng tiền phạt và được hợp thức hóa các sai phạm. Tuy là vi phạm đủ thứ, đặc biệt là vi phạm luật phòng chống tham nhũng, nhưng dưới sự lãnh đạo của bà Trà, Yên Bái chỉ cách chức giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường rồi điều động ông Quý sang Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó văn phòng. Vì sao chính phủ nhiệm kỳ tới cần một người như bà Trà để làm thứ trưởng nội vụ? Tương tự, vì sao lại chọn ông Nguyễn Văn Hùng, nhân vật được xem như là thủ lĩnh của phe Vĩnh Linh trong cuộc đối đầu với phe Do Linh nhằm kiểm soát Quảng Trị, từng nổi tiếng khi để nữ bí thư huyện Hướng Hóa vốn đã bị cách chức và chuyển qua làm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhưng tiếp tục đứng ra tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm và ban hành chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ huyện Hướng Hóa, gần như cả đời chỉ làm công tác đảng, đảm nhận vai trò Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch. Trường hợp ông Trần Văn Sơn, bí thư Điện Biên, được chọn làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, làm người ta nhớ tới Trịnh Xuân Thanh.
Ông Sơn từng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Dân chúng thành phố Hồ Chí Minh chẳng lạ gì doanh nghiệp nhà nước từng là nhà thầu bị cắt hợp đồng xây dựng công trình Nhiêu Lộc Thị Nghè vào năm 2008 này vì thi công lộn thuộm, nhếch nhác, vi phạm tiến độ. Cho đến giờ này, nhiều người vẫn chưa hiểu được tại sao năm 2009, ông Sơn lại được chọn làm Thứ trưởng Xây dựng, dù Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng nổi như cồn do kinh doanh cẩu thả, bê bối và liên tục vi phạm các hợp đồng thi công và thua lỗ trầm trọng. Năm 2014, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng chuyển thành công ty cổ phần, nhưng vì nợ phải trả chiếm đến 90% tổng giá trị tài sản nên cổ phiếu không ai thèm mua. Riêng ông Sơn thì được luân chuyển từ Bộ Xây dựng về làm Phó Bí Thư rồi lên Bí Thư tỉnh Điện Biên. Và nay, căn cứ theo lối giải thích của ông Thưởng, ông Phúc, thì ông Sơn là nhân lực tốt để ông về vườn sẽ thiệt thòi cho đảng và nhà nước. Còn cái trường hợp cuối cùng là ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí Thư tỉnh Kiên Giang, con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nghị là người duy nhất trong số 5 bí thư tỉnh vừa bị Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật vì liên đới về trách nhiệm đối với các sai phạm trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở Kiên Giang từ năm 2011 đến năm 2017, gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Ông Nghị cũng là người duy nhất sau khi luân chuyển được điều động làm công việc cũ, tức là Thứ trưởng Xây dựng. Tỉnh ủy Kiên Giang cũng là nơi duy nhất cho biết chưa được thông báo về việc điều động ông Nghị ra Hà Nội và chỉ biết tin đó qua báo chí mà thôi. Điều đó cho thấy, sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ không chỉ tùy tiện mà còn hết sức khó hiểu và đáng ngờ, dẫu cho giới lãnh đạo của đảng không ngừng trấn an rằng lựa chọn sắp đặt nhân sự là mới, là thận trọng và chặt chẽ.